chuyển nhượng một cái căn biệt thự phố kinh doanh Ngân Long này, mặt tiền đường Nguyễn Thọ này. Khu vực biệt thự Ngân Long là một trong những cái phố tài chính sầm uất bậc nhất tại huyện Nhà Bè nha. Lộ dưới đường xuống Nguyễn Thọ là 60 mét này, vỉa hè 8 mét và căn này là đi quy cách là một trệt, một lửng, hai lầu và áp mái này. Diện tích đất là 10 x 21 này, 210 mét đất. Diện tích sàn là 390 mét và đang cho thuê với mức giá 65 triệu một tháng này. Không lỗ phong thủy gì hết nha, hướng Tây Tây Nam. Sổ hồng chính chủ đang cần bán với mức giá là đi 40 tỷ còn thương lượng nhiều nha. Hợp đồng thuê 65 triệu còn 3 năm nữa. Xây dựng quy cách là trừ đường trước 2 mét, trừ đường sau 2 mét này. Lòng nhà là đi 8 x 14, trừ hông 2 mét này. Cần bán gấp và đang vay ngân hàng. Có hỗ trợ cho khách hàng mua vay banh luôn nha. Anh em nào có nhu cầu quan tâm đến một cái căn biệt thự phố kinh doanh Ngân Long, quy cách là một biệt thự song lập, một trệt, một lửng, hai lầu, 40 tỷ còn thương lượng nhiều và có hỗ trợ vay ngân hàng, có hợp đồng thuê 65 triệu, hợp đồng còn 3 năm nữa nha.